Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn cô Ơi em trời dễ ơi. thương này đi hái trộm thanh long. Hái trộm thanh long. Đây nè, đi ăn trộm mà đi trước cửa nhà người ta, tao quýnh què dò gãy cẳng làm sao? Trời đang mưa nha các bạn. Rồi đây là cách cái vừa nhất. À, ăn điên trộm la nhỏ nhỏ thôi, nó lớn hơn lắc người ta xách cây dưới chạm kịp. Đánh 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 đánh. Trời ơi trời trời trời. Cái cây thanh long vậy nó cứng hơn dao là sao? Trời ơi. Đó, mập quá. Ừ, quá trời luôn. Hết luôn. Chưa luôn, chưa lớn được điên trộm luôn. Ê, sao anh không vậy? Ai biết. À, cắt kiểu này chắc chủ nhà ta kiện chết luôn á. Cắt chừa nhánh lại. Thì cắt sao cái trái này ra chừa nhánh lại. Ôi trời. Ủa, bỏ vào. Trời ơi. Chạy không? Được rồi. Ủa hai cái nhỏ này thấy không? Nó chín hết rồi, thấy luôn. Điên trộm mà cứ cứ lật đại. Đó, đâu được một sọt rồi. Đây coi anh. Bên đây có nè. Có thì thấy luôn. Thấy hết vườn luôn. Mình đang ăn thấy mình chưa có cái bụi nữa. Anh thích đi. Còn cái này chưa chín hả? Hai luôn, chín rồi. Nửa đêm dắt em hot girl đi hái trộm thanh long. Nè. Hai luôn. Trời ơi. Đâu anh đợi xếp vô đây cây. Hết rồi. Còn họ điên trộm mà rõ ràng nhiều vậy. Qua à, hết rồi, bao nhiêu đây đủ ăn rồi, đi về thôi. Tôi test kia đi. Cái này em cái nãy bị dạt đâu rồi. Đó, được một sọt luôn. Ủa cái này dạt. Bây giờ mình bắt trộm con chó này về luôn đi. Giờ mình xả luôn đi. Bắt trộm chó này luôn. Bắt luôn. Nãy giờ mình nãy giờ mình giỡn thôi chứ không phải là đi ăn trộm nha các bạn. Này, thanh long nhà mình thôi, nhà mình trồng. Hãy